Trước tiên thì để mà mình có thể kinh doanh được và có thể xây dựng công việc kinh doanh thành công thì mình cần có những cái tư duy kinh doanh đúng đắn. Nếu bây giờ mình cứ vội vàng chạy theo những cái quảng cáo, chạy theo những cái bán hàng, chạy theo những cái đi tiếp khách hàng thì doanh nghiệp mình rất là khó để phát triển. Ở trong đây có một số người là nhân sự của Lan ở trên công ty. Thì đây là một cái mà Lan thường xuyên chia sẻ rất nhiều ở trên công ty. Chúng ta có một cái khái niệm này. Chúng ta sẽ bắt đầu từ khái niệm này trước. Đây là tháp nhu cầu Maslow. Không biết là trong các bạn thì có ai còn nhớ cái tháp nhu cầu Maslow này không ạ? Tháp nhu cầu Maslow này là chúng ta đã được, hầu hết những bạn thì đều được học trong cái kiến thức đại học rồi đấy. Thế thì cái tháp nhu cầu Maslow này thì được ứng dụng rất là nhiều. Lan ứng dụng nó rất nhiều trong công việc, trong cuộc sống, trong kinh doanh. Đào tạo cả về tư duy, đào tạo cả cho đội ngũ bán hàng. Đào tạo được cho rất nhiều đội ngũ. Thì cái tháp nhu cầu Maslow này nó nói về 5 cái cấp bậc nhu cầu con người. Để Lan tắt cái tiếng ở trong đấy nhưng nó cứ vọng ra ngoài. Thì nó nói về 5 cái cấp bậc nhu cầu của con người. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 cấp bậc. Và ai trong mỗi người thì đều có những nhu cầu này. Nhưng mà tùy trong mỗi cái giai đoạn thì chúng ta sẽ có những cái nhu cầu mà cao hơn những cái nhu cầu khác. Lan sẽ nói vắn tắt theo cái cách mà những cái ngôn từ để cho mọi người có thể dễ nhớ nhất và dễ hiểu nhất. Thì cái tầng nhu cầu đầu tiên này của chúng ta thì cái tầng này người ta gọi là sống. Tầng nhu cầu này là tầng nhu cầu sống. Nhu cầu sống này là những cái nhu cầu liên quan đến để chúng ta có thể đảm bảo cuộc sống của mình. Thì nó sẽ gồm những cái nhu cầu về ăn uống, sinh hoạt này, nhu cầu đi lại này, những cái nhu cầu về sinh lý thì nó sẽ nằm trong cái tầng nhu cầu sống này. Chúng ta có một cái tầng nhu cầu thứ hai, đấy là tầng nhu cầu về tiền. Tầng thứ hai là chúng ta có tầng nhu cầu về tiền. Hay có một cái khái niệm khác là nhu cầu về sự an toàn. Ở đây thì nó có nhu cầu về an toàn sức khỏe và nhu cầu về an toàn tài chính. Nhưng mà thường thì Lan hay gọi là nhu cầu chung là về tiền. Cái tầng thứ ba là chúng ta có cái tầng về yêu thương. Nhu cầu yêu thương, nhu cầu mong muốn được nhận được cái sự yêu thương của gia đình, của bạn bè, mong muốn mình thuộc một đội nhóm nào đấy, nó là nhu cầu yêu thương. Mọi người có nhớ nhu cầu thứ tư là gì không ạ? Nhớ nhu cầu thứ tư là gì không ạ? Nhu cầu thứ tư của chúng ta là nhu cầu về về cái tôi, nhu cầu được tôn trọng. Nhu cầu tư là nhu cầu tôn trọng. Và ở tầng trên cùng, ở tầng trên cùng là nhu cầu mong muốn được cống hiến, được cho đi. Đây là tầng trên cùng, là nhu cầu mong muốn cống hiến cho đi. Thì chúng ta có 5 tầng của tháp Maslow. Vậy thì tại sao đây lại là cái mà Lan đưa ra để chia sẻ với mọi người đầu tiên? Đây luôn luôn là cái đề tài đầu tiên mà Lan đưa ra để xây dựng và đào tạo trong đội nhóm của Kelly. Thế thì chúng ta sẽ thấy là con người chúng ta sẽ có cái quãng khác nhau. Cái quãng này thì chúng ta gọi là quãng vất vả. Được chưa? Cái quãng ở hai cái tầng này trở xuống thì chúng ta gọi là quãng vất vả. Còn ở phía trên này, là quãng bùng nổ. Ở phía trên này là quãng bùng nổ. Và tương ứng với cái tháp nhu cầu Maslow này thì nó cũng phân cấp ra trong xã hội. Những người cấp thấp thì sẽ thường đặt những câu hỏi và quan tâm nhất đến hai nhu cầu này trước. Còn ở đây,
cũng sẽ là những người thuộc cấp trung và cấp cao ở trong xã hội. Vậy mà thì những cái nhóm người này thì người ta sẽ thường hỏi những cái câu hỏi gì ở trong cuộc sống của mình? Ở cái tầng sống này thì những câu hỏi mà người ta thường hay đặt ra là những câu hỏi về what? Where? When? Mọi người nhìn thấy quên Vân Lan đi viết chữ thường. Lan sẽ viết chữ hoa để mọi người có thể đọc được. What? Where? When? Được chưa? Đây là những câu hỏi mà thường hỏi ở tầng này ạ. Thế thì what, where, when nghĩa là như nào? Nhìn lại những câu hỏi lúc nãy mọi người hỏi ạ. Cái câu hỏi của mọi người trong nhóm lúc nãy thì chưa nhìn thấy câu hỏi nào thuộc về tầng what cả. Thuộc về tầng what nghĩa là kinh doanh cái gì? Làm cái gì để thành công? Bán cái gì để thành công? Những người hỏi câu hỏi như vậy thì nó rơi vào tầng what. Hay là bán ở đâu? Tôi sẽ bán sản phẩm này ở đâu được? Tôi bán sản phẩm này khi nào được? Thì đấy là những người câu hỏi sẽ bị rơi vào tầng what ạ. Thế cái câu hỏi ở cái, những người ở cái tầng này, tầng thứ hai này, tầng về sự an toàn, tầng về tiền này, thì người ta sẽ thường hay hỏi câu hỏi là how. Mọi người nhìn cái câu hỏi mà mọi người vừa viết xong đầu bài live stream đi ạ. Hầu hết mọi người đang hỏi Lan câu hỏi về how. Làm như thế nào? Làm như thế nào để quản lý về tài chính? Làm như thế nào để quản lý nhân sự? Làm như nào để có thể tiếp cận khách hàng và tư vấn cho khách hàng? Làm như nào để xây dựng thương hiệu cá nhân? Đây là các câu hỏi mà mọi người đang hỏi ở tầng how. Làm như thế nào? Và cái câu hỏi mà Lan khuyến nghị mọi người sẽ nâng lên để hỏi là câu hỏi ở tầng này ạ. Câu hỏi ở tầng yêu thương này ạ. Câu hỏi ở tầng này, những người sống ở tầng này thì người ta thường sẽ hỏi câu hỏi why. Tại sao? Tại sao tôi phải làm điều này? Tại sao tôi phải kinh doanh? Tại sao tôi cần có nhiều khách hàng? Tại sao tôi cần có nhiều đơn hàng? Tại sao tôi cần tăng doanh số gấp 3 lần? Đây là những câu hỏi ở tầng why. Why? Và những nhà lãnh đạo cấp trung thì họ thường sẽ phải hỏi ở tầng này. Bởi vì khi bạn đã là một nhà lãnh đạo thì bạn luôn luôn phải nghiên cứu vấn đề. Tại sao phải làm cái điều này? Và từ đó bạn vạch ra phương hướng làm việc và bạn đưa triển khai cho phía dưới của mình. Thì bạn sẽ nói với phía dưới của mình là làm cái việc đấy như thế nào, và cụ thể là bạn ấy sẽ làm việc gì, ở đâu, khi nào, tại sao. Và nếu như bạn muốn mình có thể trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao hơn, cái tư duy của mình ở cấp bậc cao hơn, thì bạn sẽ thay đổi cách hỏi ở tầng này và di chuyển mình lên cách hỏi ở tầng why. Mọi câu hỏi của mình từ bây giờ mình sẽ đặt ở tầng why, mình không hỏi ở how và what, where, when nữa, đúng không ạ? Thế còn lên hai cái tầng này thì chúng ta không nói nhiều ở đây. Hai cái tầng này thì tầng này là tầng nhân, tầng này gọi là tầng nhân dạng. Tầng nhân dạng là who. Là người ta sẽ hỏi, người ta sẽ hỏi tôi là ai, người ta cần được tôn trọng. Đó. Và cái tầng trên cùng này là who heo. Cái tầng trên cùng này là who heo. Who heo này là thuộc về tầng sứ mệnh. Thuộc về tầng sứ mệnh. Người ta nói rằng là cuộc đời của một con người thì cái điều quan trọng nhất là đi tìm sứ mệnh của mình. Sứ mệnh là cái điều mà bạn khao khát được làm, bạn mong muốn được làm và bạn làm việc không mệt mỏi vì nó, thì gọi là tầng sứ mệnh. Thế thì chúng ta chưa nói đến tầng này vội. Thì những nhà lãnh đạo cấp cao thì bắt đầu người ta sẽ có nhu cầu được cho đi cho người khác, mong muốn được giúp đỡ người khác. Người ta cũng mong muốn nhận được cái sự tôn trọng của người khác, được chưa? Thì chúng ta sẽ có các tầng này. Đây là cái sơ đồ tư duy đầu tiên để mà chúng ta xác lập. Và tôi muốn mọi người nghe rõ dạ. Và tôi muốn mọi người xác lập cho mình từ bây giờ bất kỳ một việc gì khi mà mọi người làm thì mọi người đặt cho mình why. Và mọi người biết rằng là khi mà why đủ lớn thì mọi vấn đề khác đều được xử lý. Theo nguyên tắc của tháp nhu cầu Maslow thì cứ tầng trên giải quyết được vấn đề của tầng dưới. Cứ tầng trên giải quyết được vấn đề của tầng dưới. Kiểu như thế nào? Bây giờ ví dụ như này. Một người sẽ hỏi là chị ơi, bây giờ em có thể kinh doanh gì
bây giờ em bắt đầu kinh doanh như thế nào? Bây giờ em bắt đầu kinh doanh gì? Em bán cái gì để ra tiền? Thì lúc đó thì ở tầng bạn giải quyết ở tầng how thì bạn sẽ nói với họ là thế từ trước tới giờ bạn bán như thế nào? Từ trước tới giờ bạn sống như thế nào? Thì khi mà mình hỏi ở tầng này thì bắt đầu trong đầu họ sẽ phải trả lời những cái câu hỏi này của mình. Và tự họ sẽ hiểu bản thân họ. Và đặc biệt nếu bạn hỏi ở tầng why thì bạn sẽ hỏi người ta là thế tại sao em phải bán hàng? Nếu họ hỏi là em bán gì để ra tiền thì bây giờ mình sẽ hỏi tại sao phải bán hàng? Thì cứ tầng trên giải quyết được tầng dưới. Và khuyến nghị rằng một vấn đề người ta đưa ra thì mình sẽ giải quyết nó tối đa là cách hai tầng, hạn chế bởi vì những cái tầng cao hơn người ta chưa hiểu được, tư duy người ta chưa kịp, người ta chưa hiểu được. Nếu mình hỏi người ta luôn vào đây, người ta đang hỏi là em bán gì để ra tiền, thì mình lại nói về cái việc là em là ai, sứ mệnh của em là gì, người ta chưa hiểu, tầng này nó xa quá. Thì khuyến nghị chỉ cách hai tầng thôi, tầng này thì có thể lên đây được, tầng này thì có thể lên đây được chưa? Vậy thì bây giờ mình sẽ dừng cái tháp nhu cầu Maslow này lại. Mọi người sẽ comment xuống đi ạ. Mọi người comment xuống, mọi người viết cái điều gì mà mọi người vừa nhận được ạ. Thì mọi người sẽ viết xuống cái từ là luôn bắt đầu bằng why. Comment xuống cái bài đào tạo đi ạ. Khi why đủ lớn thì mọi việc tự được giải quyết. Nếu khi bạn biết chính xác lý do vì sao bạn phải kinh doanh thì không cần bất kỳ ai hỏi. Vì người ta có một cái câu là Khi mà người học trò có nhu cầu thì người thầy sẽ xuất hiện. Nên do đó là khi why của bạn đủ lớn thì tự nhiên bạn sẽ tìm được tất cả những cách how hay là what, where, when này. Why đủ lớn, tất cả những thứ này được giải quyết. Bạn biết điều đó và điều đó thôi thúc bạn đủ lớn thì những cái này sẽ được giải quyết ạ.